đôi điều về nhạc sĩ Vĩnh Điền. Trên Facebook của nhạc sĩ Vĩnh Điền, chúng tôi được nghe lại một số nhạc phẩm do anh sáng tác cách đây hơn 46 năm và được các ca sĩ nổi tiếng trình bày. Chúng tôi còn nhớ vào những năm cuối thập niên 60 và những năm đầu thập niên 70 của thế kỷ trước. Chúng tôi đã được nghe một vài ca khúc về quê hương và tình yêu trong chiến tranh. Anh đã nói thay cho một thế hệ mà tuổi trẻ đã gắn liền với vầng nước trong bên lửa. Và rất nhiều người đã vĩnh viễn nằm lại với sa trường, dù bên này hay bên kia lặng mức. Những dòng ghi chép không có tính cách là một thống kê về sự nghiệp âm nhạc của con người tài hoa này, mà chỉ là những ghi nhận của người bạn cũ đã có những ngày tháng theo học tại giảng đường C của Đại học Khoa học Huế, cách đây nhiều thập niên khi đất nước đang có chiến tranh, rồi lại gặp nhau trong quân ngũ và tại những trại lao động ở núi rừng miền Trung. Trong bất cứ hoàn cảnh nào, anh vẫn giữ được hào khí và trái tim của một người sáng tác âm nhạc. Qua những ghi chép này, xin được chia sẻ đôi điều về con người nghệ sĩ một thời vang bóng. Và hôm nay, con người đó đã tìm lại được dấu xưa ngày tháng cũ. Mang về bên kia thế giới.